SHOP MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Bên em chuyên cung cấp đầu MD, đầu DAT tức là đầu DAT và đầu DAC tức là đầu giải mã. Em ship hàng toàn quốc ha. Các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ free ship cho mình. Còn nếu mà đặt cọc 15% giá trị máy nhận hàng trả tiền thì trả luôn phí ship giùm em. Thông thường đầu em bán ra thì 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nha. 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày. Và em sẽ hỗ trợ trọn đời máy ha. Nếu mà các bác có vấn đề gì cứ liên hệ với em sẽ giúp đỡ các bác. Kể cả các bác mua đầu ở các nơi khác, nếu có vấn đề gì trục trặc thì cứ liên hệ với em. Trong tầm khả năng của mình, em sẽ giúp được cái gì thì em sẽ giúp cho cả nhà mình nha. Thì đầu thì em bên kia con S10 ha, con N70AE đã bán rồi ha. Con 15S1 cũng bán rồi ha. Dạ. Thì nói chung là các bác cần cái đầu nào thì cứ liên hệ với em ha. Dạ, cần cái đầu nào cứ liên hệ với em. Em sẽ gửi hình ảnh ha và clip test trước khi em gửi đi cho cả nhà mình nha. Rồi. Hiện giờ em đang có đầu 3 trong 1 rất là nhiều ha. Sony D2 nè. Đây D2 nè ha. Sony D2, D2 là nó không có cái nút ở giữa, nút sao chép nhanh nè ha. Con này có giá là 7 triệu, nếu lấy khiển zin là 7 triệu rưỡi ha. Hoặc là Sony D3. Con D3 thì giá là 6 triệu rưỡi, lấy khiển zin thì thêm 500 là 7 triệu. Hoặc là con D40. D40 thì em bán với giá 6 triệu ha. Dạ. Lấy khiển thì thêm 500 ngàn. Giá thì rất là tốt ha. Các bác có thể so sánh giá toàn quốc. Em đảm bảo với các bác là giá của em là tốt ha. Dạ. Rồi hôm nay em về được hai cái đầu đẹp keng các bác. Dạ, hai cái đầu rất là đẹp ha. Con ở trên này là con Sony JB930 nè. Đó, còn tem nè, còn tem new luôn ha. Hàng siêu thị các bác. Thì Sony JB930 nó có hai cổng quang nè ha, hai cổng quang, một cổng analog và một cổng đồng trục. Đây, chọn cổng ở đây. Con này sử dụng mắt phổ thông dễ thay thế ha. Giải mã không cần đĩa mồi. Khi giải mã thì mình chỉnh được âm lượng bằng cái nút red level ở đây. Giải mã 24 bit ha. Dạ, 24 bit. Điều đặc biệt với những đầu MD tức là sao nó có đèn tia là một ha. Cái thứ hai là mình chỉnh được âm lượng khi giải mã ha. Và cái thứ ba nữa là nó có thể thu lại. Các bác muốn thu lại những bài hát mình yêu thích thì nó đều thu lại được ha. Đó là cái đặc trưng của đầu MD mà không có đầu nào có được. Đĩa MD thì mình có thể xài nhiều lần, chán mình xóa ha. Chán mình xóa mình ghi lại, cứ chán mình xóa mình ghi lại ha. Nó ghi được vài ngàn lần trừ khi mà gặp sự cố gì đó thì nó mới hỏng thôi. Còn cái đĩa MD rất là khó hỏng nha các bác. Dạ. Nó nằm ở trong một cái hộp, nó được bảo vệ trong một cái hộp cho nên rất là khó hỏng. Đó, nó kín như thế này thì nó rất là khó hỏng ha. Dạ, rất là khó hỏng ha. Công nghệ MD thì nó cho âm thanh hay hơn là CD cùng một nguồn. Nếu mà cùng một nguồn thì MD nó sẽ tiếng nó sẽ hay hơn. Cho nên nó bị cấm sản xuất, các bác bị cấm sản xuất ha. Dạ. Không được tại xưởng sản xuất nữa, chỉ tới đó thôi và không được sản xuất nữa. Cái năm 99 là năm mà Hiệp hội Bản quyền Thế giới yêu cầu Nhật không được sản xuất đầu MD nữa. Rồi, ở đây em có hai con này thì Sony JB930 như các bác vẫn hay nói ha. Sony JB930 nó có giá là 6 triệu 8 ha. Con này made in, được lắp ráp tại Nhật ha. Mặc dù linh kiện của nó thì hoặc một số cái linh kiện được hoặc là phụ tùng được sản xuất tại Malaysia. Đây. Giống như cái khung sườn này nè ha. Các bác nhìn thấy không? Khung sườn này ha. Manufactory in Malaysia, thấy chưa? Manufactory in Malaysia. Cái khung sườn được làm ở Malaysia, nhưng mà cái con này thì nó được lắp ráp ở Nhật. Đó. Và lắp ráp ở Nhật hay lắp ráp ở Malaysia, đây, made in Japan nha bác. Made in Japan ha. Made in Japan này. Đó. Made in Japan này ha. Và mặc dù là mắc lắp ráp ở Nhật hay là lắp ráp ở Malaysia thì nó cũng chỉ là một thôi các bác. Chả khác gì nhau ha. Thì vẫn linh kiện, vẫn những cái linh kiện đó thôi ha. Rồi Sony JB930 có giá là 6 triệu 800 ngàn. Và nếu mà bác nào lấy thêm cái khiển zin này, cái khiển zin chỉnh được âm lượng như này ha, thì thêm 500 ngàn giúp em. Khiển em chỉ bán kèm đầu, em không bán lẻ. Nếu mà các bác nào mua cái liệt khiển lẻ này là 800 ngàn và em không bán nha. Em
800 ngàn nhưng mà em cũng không bán nha. Dạ. Khiển em chỉ bán kèm theo đầu, nếu mà không mua thì thôi ạ. Dạ, không mua thì thôi chứ em không bán, không bán lẻ nha các bác, không bán lẻ, bởi vì 10 cái đầu về thì chỉ có khoảng chừng 5 đến 6 cái là cực, nhiều nhất là 5 cái thôi là có thể có khiển kèm theo, còn không là không có khiển. Rất là kiếm khiển rất là mệt, cho nên em không có bán khiển riêng. Lấy cái khiển đó thì thêm 500 ngàn, em tặng kèm cho mình một sợi dây quang và một đĩa MD. Một đĩa MD nha cả nhà. Đặc biệt là từ nay cho tới hết tháng 12 thì em sẽ tặng cho mình một cái đĩa Giáng sinh. Đĩa nhạc Giáng sinh các bác. Các bác chờ em lấy cái đĩa nha. Tặng cho mình đúng cái đĩa y chang như thế này nha cả nhà. Đúng cái đĩa như thế này ha. Dạ. À, gồm có lời con xin Chúa nè, bài thánh ca buồn, lá thư trần thế nè, đêm thánh vô cùng, tình người ngoại đạo, lạy Chúa con người ngoại đạo, hai mùa Noel, đêm kỷ niệm, tà áo đêm Noel, nửa đêm khấn hứa, hang Bethlehem, mùa sao sáng, Giáng sinh xưa và hai mùa Giáng sinh. Các bác nào mua đầu dưới 10 triệu ha, dưới 10 triệu thì em sẽ tặng cho mình một cái đĩa y chang như thế này, y chang như thế này nha. Còn nếu mà mua đầu trên 10 triệu thì em sẽ tặng cho mình thêm một cái đĩa nhạc xuân tuyển chọn nữa nha. Cái đĩa nhạc xuân đó em đang chuẩn bị, em đang làm, chưa có clip. Thì nếu mà bác nào mua từ đây cho đến tháng 12 nha, đến hết tháng 12. Nếu mà mua đầu MD dưới 10 triệu ha, dưới 10 triệu thì em sẽ tặng cho mình cái đĩa này nha. Tặng cho mình cái đĩa này nha. Dạ. Rồi. Ngoài ra thì em có một cái đĩa nhạc tuyển mùa Giáng sinh thu âm trước 75 ha. Thì trong đây nó có 12 bài ha. Những bài này, đây là nhạc rề nha cả nhà. Đây là nhạc rề ha. Đây là nhạc rề. Giá của nó là 50.000 nha cả nhà. Và một cái đĩa nhạc đạo ha, đĩa nhạc đạo. Thì ngoài những cái bài như là Cao cung lên, hang Bethlehem, loài người ơi, Bethlehem hiu quạnh ha, Lễ hiển linh hay chuyện một đám đông, đây là những cái bài nhạc đạo nha cả nhà, nhạc đạo ha. Rồi, giá 45.000 cả nhà, cái này 45.000 thôi. Đó là con Sony ZB930 nha, 930 6.8 triệu, khiển nữa là 500 nữa. Nếu mà các bác lấy hồi gỗ, ở đây nó có hai cái hồ gỗ bóng piano em có làm ha, thì giá của nó thì là 500.000 ha, đối với cái hồi gỗ ha. Các bác có thể xem lại ở các clip trước ha. Nếu mà lấy hồi gỗ thì em sẽ hỗ trợ cho mình 500.000 nha. Rồi. Ở dưới là một con Sony ZR33ES. ZR33ES hiện nay rất là hiếm hàng các bác. Rất là hiếm ha. Ở bên Nhật á là trong cái trang đấu giá của Nhật á, nếu các bác gõ chữ ZR33ES nè. 33ES là hiện giờ là không có một cái đầu nào ở bên đó các bác. Không có ha, không có. Và nếu mà đấu giá gần đây nhất á, vào thứ bảy tuần vừa rồi á, thì cái con ZR33 này được bán với giá, được mua với giá là 65.000. Nếu mà các bác nhân với tỷ giá quy đổi của Việt Nam khoảng chừng 230 đồng á, bao gồm phí chuyển đổi rồi luôn á, thì riêng cái con này 65.000 nhân với 230 nó đã là 15 triệu rồi các bác. Đó là chưa bao gồm phí vận chuyển về Việt Nam nha. Chưa bao gồm tiền vệ sinh mắt, chưa bao gồm tiền lời bỏ ra, 15 triệu trong vòng 20 ngày từ khi mà mua hàng cho tới khi nhận hàng về Việt Nam. Riêng cái giá mua của nó không đã là 15 triệu rồi các bác. Đó. Và giá em bán ở Việt Nam thì bằng giá là bán bên Nhật. Các bác không cần phải qua Nhật mua. Không cần phải qua Nhật mua. Không cần phải rủi ro vận chuyển các bác. Không cần phải rủi ro vận chuyển. Loại bỏ luôn rủi ro vận chuyển. Và có bảo hành luôn. Và bao các bác là chạy tốt luôn. Thu phát tốt ha. Một đổi một trong vòng 7 ngày luôn. Giá em bán tại Việt Nam bằng giá bán tại Nhật các bác. Dạ. Yeah. Sony ZR33S đẹp keng, 2/3 đẹp keng. Đẹp cực kỳ đẹp ha. Dạ. Yeah. Giá của nó là 15 triệu không khiển. Lấy khiển zin thì thêm 500.000. Lấy cái hồi gỗ của 3/3 thì nó lớn hơn cái hồi gỗ của con 930.
thì hồi gỗ của 363 này giá của nó là 800 và em sẽ hỗ trợ cho mình ha, chỉ lấy 500 thôi. Thì nếu mà bác nào mua đầy đủ combo như thế thì là giá của nó là 16 triệu và em sẽ tặng kèm cho mình một dây quang cùng với hai đĩa MD, bao gồm một đĩa MD nhạc Giáng sinh, nhạc Giáng sinh tuyển chọn và nhạc xuân tuyển chọn nha. Dạ, nhạc xuân tuyển chọn. Cái này là nhạc Giáng sinh gọi là gì? Bolero các bác. Dạ. Ha, nhạc tình ca Giáng sinh chứ không phải là nhạc đạo. Còn đây mới là đĩa nhạc đạo nha ha, đây là đĩa nhạc đạo. Rồi, Sony ZA33S, các bác có thể nhìn ha, clip test hoặc là phân tích chất âm thì em đã có rất là nhiều ở trên YouTube rồi. Bây giờ em chỉ giới thiệu thôi. Con này chất âm là nó 9-10 so với con Sony ZA50ES mà em sẽ giới thiệu cả nhà sau đây. Tuy nhiên nó lợi thế hơn con Sony ZA50 đó là nó có thể thu và phát tốt, sử dụng mắc phổ thông ha, mắc thu phát tốt. Đó, Sony ZA33ES rất là hiếm. Hiện giờ càng ngày những cái đầu mà đẹp như thế này càng ngày nó càng ít đi các bác. Bởi vì đầu MD đã ngưng sản xuất từ năm 1999 rồi, cho nên là những cái hàng mình đang bán đây là những hàng mà người Nhật người ta xài mà người ta còn giữ kỹ ha. Nếu một thời gian nữa thì từ từ nó sẽ hết các bác, từ từ nó sẽ không còn nữa. Và đến lúc đó thì muốn mua cũng không có nha. Dạ. Rồi. Cả nhà mình nhìn kỹ giùm em nha, đẹp keng ha, đẹp keng và vàng ươm ha. Đèn quắt sáng ha, rõ nét luôn. Dạ. Tem cờ đầy đủ ha. Đó, tem cờ đầy đủ, nút bảo vệ tai phone còn luôn. Đó, dạ. 15 triệu không khiển, 16 triệu đầy đủ khiển và hồi gỗ luôn. Dạ. Đó là Sony ZA33ES, lâu lắm rồi mới có lại hàng. Tiếp sau đây là em có thêm mấy con ZA50 nha cả nhà. Thì tiếp theo là Sony ZA50ES nha. Sony ZA50ES em về được 3 con. 2 con màu đen và 1 con màu vàng ha. Tất cả những con này thì âm thanh của ZA50 là vô đối ha, không có đối thủ. Kể cả những cái DAC mà 15 triệu ngang giá thì chất âm cũng không thể nào so sánh bằng. Em đang nói về chất âm nha. Dạ. Những cái con này thì em bán ra là đọc tốt nha cả nhà. Đọc tốt và giải mã tốt ha. Sony ZA50 giải mã không cần đĩa mồi ha. Dạ. Chất âm thì quá tuyệt vời. Các bác có thể nghe lại các cái clip mà em đã test rồi ha. Dạ. Các bác thấy không, cả ba cái bỏ vào chạy hết nha. Đó, và đẹp keng ha. Thì Sony ZA50 máy nó là nặng khoảng 16kg các bác ha, 16kg. Thiết kế vô cùng tuyệt vời. Em đánh giá Sony ZA50 đẹp hơn con 3 số 5. 3 số 5 thì nó chỉ gọi là hết số, hiếm. 3 số 5 hiện giờ rất là cao các bác, giá bên Nhật khoảng 100.000 yên, tức là khoảng tính các loại phí là khoảng 25 triệu đó, nếu mà mua ở bên Nhật nha, chưa tính tiền vận chuyển về. Và nếu mà bỏ ra 25 triệu để kinh doanh thì lời 10-25% gì đó nữa, chưa kể tiền rủi ro, thì giá của nó về Việt Nam nếu mà bán là phải chắc cũng gần 30 á. Cho nên em không mua ha. Có rất là nhiều ở bên Nhật á, nhưng mà không mua bởi vì giá cao lắm. 3 số 5 giá hiện giờ rất cao. Rồi con ZA50ES này hiện giờ thì giá của nó không có thay đổi ha. ZA50 thì giá nó lại không có tăng. Không có tăng. Em vẫn giữ được giá cho cả nhà mình. Đối với cái con mà màu vàng thì giá của nó vẫn là 16 triệu đầu kèm khiển, hoặc là 15 triệu rưỡi không kèm khiển. Đối với cái con màu đen thì nó giá là 15 triệu 500 ngàn có khiển, hoặc là 15 triệu không khiển ha. Thì giá này em đang là cố gắng giữ không có tăng. Mặc dù là nhiều thứ nó tăng, nhưng mà những cái con này thì em mua được giá nó tốt, cho nên em sẽ không tăng giá ha. Dạ, không có tăng giá. Em mà có sao nói vậy, mua được giá tốt thì mình bán giá tốt, còn giá cao thì mình nói là giá cao ha. Dạ. Đó thì cả nhà mình có thể thấy là con ở trên cao kia là đẹp nhất, đẹp hơn con ở dưới một chút xíu ha. Thì con này em sẽ giảm cho mình 500 ngàn nha. Đó, ở đây nó có bị cấn một chút xíu nè, không đáng kể. Màu đen thì nó có thể du di bỏ qua. Đó, thì cái con ở dưới thì nó sẽ rẻ hơn con ở trên 500 ngàn nha. Con ở trên là 15 triệu không khiển, thì con ở dưới là 14 triệu 500 ngàn không khiển ha. Đó, 14 triệu 500 ngàn không khiển, và con ở dưới nữa là 15 triệu 500 ngàn.
ha, mình có ba mức nha. Đó, Sony ZA50ES chất âm không đối thủ, em xin khẳng định như vậy. Và nếu mà các bác nào muốn tham khảo thì có rất nhiều clip trong cái kênh của em ha. Chỉ cần gõ chữ Sony ZA50ES MD Sài Gòn, các bác sẽ có vài chục cái clip mà giới thiệu ha. Và đó, thì nếu mà các bác nào lấy hồi gỗ thì em cũng sẽ hỗ trợ mình ha, chỉ có 500 ngàn thôi. Còn nếu mà mua riêng thì nó phải là 800 ngàn nha. Dạ, đó. Thì hôm nay em về được các cái đầu MD nó hơi khủng một tí, em giới thiệu đến cả nhà mình. Bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại ở, hoặc là số Zalo 0907406222 giúp em ha. Dạ, em ship hàng toàn quốc cho cả nhà mình ha. Dạ, các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ free ship cho mình. Còn nếu đặt cọc 15% giá trị máy, nhận hàng trả tiền thì trả luôn free ship giùm em ha. Đó, đây là chi tiết của con màu vàng nha cả nhà. Chi tiết của con màu vàng ở đây ha. Em vẫn chưa vệ sinh nha, vẫn còn ấy đó. Em còn vệ sinh lại một lần nữa, sẽ trước khi gửi đi vệ sinh lại một lần nữa nha. Nói chung là đẹp nha cả nhà, đẹp ha. Và vàng ươm luôn. Đây là con màu đen ha, và trên này là con màu đen này, con này đẹp hơn. Màu đen thì nó hơi dễ bám bẩn một tí nha cả nhà. Yeah. Rồi, bác nào quan tâm xin cứ liên hệ trực tiếp giùm em ạ. Em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Các bác muốn mua đĩa MD thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha, đĩa em có rất nhiều ha. Yeah. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại ạ.